hôm nay Thiện đi câu cá cho xong tiếp cả nhà. Đó, Thiện mới qua luôn, Thiện chuẩn bị xuống mồi nha. Cả nhà nhớ đón xem kết quả cùng Thiện nha. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Mồi đầu tiên cả nhà ơi. Lúc nào nổi lên đó thấy không? Đó, ấy lúc nào có máy quay. Cái dồ bắt cái gô. Rồi em tắt máy quay nha. Cả nhà ơi. Nãy mới giật hụt cái rồi, giờ xuống mồi quýnh là lâu cũ rồi. Chờ đợi kết quả lúc phao giật tiếp. Mèn lúc phao thẳng cây luôn cả nhà. Ôi, nó đẹp cả nhà ơi. Lúc thôi nó đem thẳng cây luôn. Con này chắc 2 kg á. Cả nhà thấy không? Quá im. Đó. Ồ, nó lúc phao thẳng cây luôn, bấm không kịp luôn cả nhà, bấm hụt mấy lần á. Quá đã cả nhà. Đèn tranh thủ quýnh tiếp cả nhà. Quá quê.
Mấy bạn lúc phao không hay đi múc nước cả nhà, quay lại thấy cái cần ấy nó lên luôn, không biết cả nhà thấy không. Thôi nhưng mà cả nhà thấy hiện tranh thủ con này rất ký gử. Hiện tranh thủ thiện xuống mồi tiếp cả nhà. Quá im cả nhà, con này chắc ký 2 à. Thôi con kia được cái ú à, gió vừa dập xuống cục mì chưa tan hết rồi, mắt giỏng nữa cả nhà. Quá im cả nhà, vừa trọi xuống luôn. Đó, xuống mồi tiếp cả nhà, tranh thủ quýnh. Cả nhà thấy bãi đẹp không cả nhà? Cá ụt ầm ầm quýnh không ăn. Tại vì quá cho nó rộng luôn cả nhà. Quýnh xả mồi thứ gì chịu nổi. Thả 2 3 ký mồi vô lỗ rồi cả nhà. Cái này đeo đêm hoặc mai nha. Đó, quá trời trống nhìn đẹp gì đâu. Trong ao nữa. Vậy mà cá nó không ăn. Nó nở lòng nào mà nó không ăn cả nhà. Nó không đá đấm gì luôn. Sáu cây chưa thấy đá đấm gì luôn. Chạy dữ vậy. Thì nó bự mà. Bự mà. Lấy kiệm, lấy kiệm. Dữ vậy. Cái đuôi bự dữ lắm, lấy cái kiệm lẹ đi. Ký gửi không? Hai cái mấy ông ký gửi mấy ổ bự quá. Hơn ký gửi luôn á. Hàm dưới nha. Ê, sao cá lưỡi câu kìa mấy cha. Thử cái đó thẳng xuống luôn. Rồi, nhấc lên lên. Ừ à. Hay à. Trời ơi, thấy vậy chứ hơn kia gữ á. Bự lắm á. Thì ăn cái dầu vậy nổi, nó cho mình phình nó luôn kìa. Rồi hơn kia gữ xiền rồi. Cái lúc câu ngu mà dương hả? Trời ơi. Hả? Còn nó còn mà. Vậy nó chạy vô á, nãy nó chạy ra đó. Kéo mạnh vô cho chạy vô đây nè anh ba. Chú đâu xa lắm. Quấn đại vô đi, anh quấn đại vô đi, cặp đại vô đi. Sao? Hả? Nặng lắm, nặng lắm. Nặng lắm kéo vô đi, còn xa lắm. Đó
nó liễn tới kìa. Anh đứng đây nè, anh dìu cho vô đây nè, đừng cho chạy anh chạy. Đúng rồi, cho chạy thẳng vô luôn rồi, kịch thắng vô. Chút không? Ơi cũng bự mà. Trời ơi, trời xác con mẹ mà đỉnh rồi. Xả pin nha. Nó dính không chưa để ý đó. Rồi xiết đâu đi, anh đứng gần lại đi. Anh đứng gần lại đi rồi em nắm đuôi nó em lên luôn à. Trời ơi. Quên chạy ghé cái. Con này chắc 2 ký mấy được. Trên. Trên 3 ký là xịn rồi, không được nào nhỏ đâu cái đầu. Mà hên chứ. Nó vỗ cái miệng lử hay sao á. Ba mình luôn đi. Hả? Bây giờ có chỗ đầu rộng, có cái đem cái gì rộng không? Có gì không rộng không? Có vậy. Buộc miệng nó đi đem dưới cấm được. Chứ nó không ai đem chị ba mình. Tôi lạc mà chết mẹ mày. À, mình đi múc cái xô nướng rồi nè. Em có cái xô nào rửa tay không? Có cái thao kìa, dục đã vô đi, dục đã vô đi. Trời ơi, dính thôi bởi không hay luôn mà, bởi nó chạy nó máng vô cây đó, đâu bên nổi. Nè cả nhà, cái góc nửa kilo à. Nè cả nhà thấy không? Bữa dính còn ký nè, nửa ký mà dính đời nào cái nhà nó giật băng 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 băng, không nó máng cái cây vô. Trời ơi, đợi. Thôi rồi, hai anh em hai cây. Cái dồ thì 3 ký mấy nha cả nhà. Cái dồ đem về. Giờ mới dính cái cốc nữa mà thêm nãy giờ nó gịch chắc nguyên bày cái cốc nữa. Cái ăn chạy vô nữa rồi cả nhà. Rồi xảy luôn rồi. Trời ơi. Cậu bắn vô luôn đi. Ơi nó chịu ăn rồi đó. Nó lửa nhỏ quá nó không có vô. Rồi có còn có mấy miếng rồi ha, chuột thưa quá. Quá trời ta bắt chuột luôn. Coi con nào chạy rồi là ta chụp rồi cả nhà. Thua. Chuột cả nhà ơi. Có xin con dây bẻ không? Có, nó kêu con nhỏ giải đi. Hả? Có gì giải á. Có sao không có lấy giải hả? Không, không hết dây bẻ đưa cho nó cắt rồi. Chuột còn sống kìa. Ơi, vô đồ. Trời ơi, ếch khủng mà gặp thêm chuột khủng nữa hả? Được mấy đứa rồi. Còn đó, còn hai con nữa. Chú quay cái, lấy thay cái đọc. Quá im. Con nhung. Con gà, con ăn mung. Có được mấy con này? Chục không? Chạy ơi, chuột chạy đẳng kìa ông nội ơi. Nó thì bột trước. Đi bắt hôi luôn, đi bắt chuột thành bắt hôi luôn. Hết đồ cá lóc. Chê go bành bành không. Lóc lên không à. Lừng giữa. Không đem, không đem gì đựng cho người lấy cái mang vậy. Sổ mang thôi chứ sao vậy. Rồi. Quá nhiều đó lắm. Quá im. 4 cái lóc cứng hả? Con cá chê với con cá rô đâu. Mấy ếch trong túi nè. Thêm ếch cá lóc nữa. À ếch đuốc bọc. Quá im. Nguyên một miếng ruộng gì đâu mà toàn là chim không mà cả nhà. Chằng ếch cúm núm mà mắt đỏ.
với ếch với chuột không à. Nay chưa thấy cá cả nhà, có người chích rồi chưa thấy cá, được ba con chuột với hai con ếch, chim thiện thả chờ nghe cả nhà. Được con chim, ba con chuột với hai con ếch hả? Thì cái tụng gách luôn nè. Rồi, chuột còn sống hết trơn à. Kệ không sao đâu, em đi em nhúc giúp hoài nè.